Đoạn đường nối từ km 18 quốc lộ 26 huyện Crong Bách đến quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Chu Răng, huyện Chư Mờ Ga là lối đi tắt tiện lợi, giảm được khá lớn quãng đường và thời gian lưu thông nên nhiều người dân lựa chọn đi qua đây. Cứ mỗi lần có một cơn mưa lớn, những ao nước lớn, ao nước nhỏ xuất hiện dày đặc trên đường rồi bùng nhão và trơn trượt, gây ảnh hưởng tới lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Mưa to thì không còn nhận ra đâu là đường và đâu là hố. Vì thế mà người lưu thông qua đây bị trơn, té, sập hố nước, hư xe, lật xe, diễn ra như cơm bữa.